Biên tập viên Hoàng Anh sẽ là người mang tới những thông tin thể thao ngay sau đây. Xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, còn vài giờ nữa thôi chúng ta sẽ đến với một trận đấu mà rất nhiều người, hàng triệu người đang mong đợi, và tất nhiên chúng tôi cũng đang chờ đợi thêm của những thông tin bên cạnh trận đấu này nữa. Quả thật là tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều đang rất mong rằng tối ngày hôm nay sẽ đến sớm hơn một chút nữa, bởi vì chúng ta đã chờ đợi cuộc đối đầu đỉnh cao này quá lâu rồi. Nhưng mà trước khi chúng ta cùng chờ đợi trận đấu thì xin mời anh Sơn Lâm cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy đến với những hình ảnh của đội tuyển Việt Nam trên sân Thammasat. Sân vận động sẽ diễn ra cuộc so tài của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển Thái Lan. Đây là buổi tập làm quen sân duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu chính thức với đội tuyển Thái Lan vào tối ngày hôm nay. Văn Hậu sau khi trở về từ Hà Lan đã có buổi tập đầu tiên tại Thái Lan cùng với các đồng đội. Tiền đạo Thế Linh và thủ môn Tuấn Mạnh bị đau mắt nhưng có lẽ không ảnh hưởng đến trận đấu. Trong buổi tập thì huấn luyện viên Park Hang-seo dành phần lớn thời gian để khích lệ tinh thần các học trò. Toàn đội tập nhẹ trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ trước khi nghỉ. Trước khi trận đấu chính thức được diễn ra thì một trong những điều mà người hâm mộ quan tâm nhất chắc chắn sẽ là danh sách thi đấu và đội hình ra sân. Sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu tối nay trên sân Thammasat. Người bị loại khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Hà Minh Tuấn. Lý do được đưa ra là cầu thủ này bị chấn thương chứ không phải vì không đáp ứng được chuyên môn. Ban đầu, ông Park dự định loại bớt một trong ba thủ môn là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh và Phạm Văn Cường. Nhưng sau chấn thương của Minh Tuấn, ông đã đưa ra quyết định cuối cùng. Với nhân sự đang có trong tay thì đây có thể sẽ là đội hình sẽ đá chính tối nay. Chân giữ khung thành sẽ là Đặng Văn Lâm. Phía trên, bộ ba hậu vệ là Tiến Dũng, Ngọc Hải và Duy Mạnh. Hành lang cánh trái nhiều khả năng Văn Thanh sẽ đá thay Văn Hậu do không đáp ứng được yêu cầu về thể lực. Phía đối diện là Trọng Hoàng. Bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ là Hùng Dũng và Tuấn Anh. Trên hàng công, Quang Hải và Văn Toàn sẽ là hai tiền đạo cánh hỗ trợ cho người chơi cao nhất là Anh Đức. Trong trận đấu diễn ra vào tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ mặc trang phục màu đỏ truyền thống, màu áo mà đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam đã mặc trong 3 lần gần nhất gặp các đối thủ của Thái Lan dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Cả 3 trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đều chiến thắng. Như thường lệ, danh sách của thầy Park gần như lúc nào cũng gây ra những tranh cãi. Ngay từ danh sách sơ bộ thôi thì đã rất nhiều cổ động viên tự hỏi tại sao đội trưởng của Olympic Việt Nam dự ASEAN 18 là Văn Quyết không được gọi. Thế là một điều thú vị đã xảy ra. Những huấn luyện viên online mà phần lớn chưa qua một trường lớp huấn luyện nào lại chỉ trích một vị huấn luyện viên lão làng đã từng tham dự World Cup, cũng như chứng tỏ được khả năng của mình trong rất nhiều giải đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam. Đã như lần trước đây thì danh sách của thầy Park đưa ra tranh cãi, nhưng lần nào cũng vậy, ông luôn đưa ra lời đáp trả đanh thép bằng những kết quả hết sức thuyết phục. Trước khi AFF Cup 2018 khởi tranh, đã có những thắc mắc khi một số gương mặt đang có phong độ cao ở V-League như Quốc Chí, Phi Sơn hay Đinh Viết Tú không có tên trong bản danh sách cuối cùng. Nhưng rút cuộc, ở giải đấu đó, đội tuyển Việt Nam đã đi tới trận đấu cuối cùng và giành chức vô địch một cách thuyết phục. Tới tháng 5 vừa qua, một lần nữa ông Park lại gây tranh cãi với bản danh sách dự Kings Cup. Nhiều cầu thủ không đạt phong độ tốt nhưng vẫn được gọi lên tuyển, trong khi nhiều gương mặt nổi bật ở V-League lại bị bỏ qua. Nhưng rút cuộc, hai cái tên gây nhiều nghi ngại nhất là Trọng Hoàng và Anh Đức đều đã chơi rất hay ở giải đấu này. Tới vòng loại World Cup 2022, truyền thông một lần nữa lại đặt dấu hỏi tại sao Văn Quyết, cựu đội trưởng, cầu thủ nội có phong độ tốt nhất ở V-League 2019 lại không có tên. Mỗi huấn luyện viên đều có triết lý bóng đá riêng của mình, và đơn giản là Văn Quyết không phù hợp với lối chơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng. Và nếu nhìn xa hơn, việc không triệu tập anh là giải pháp tốt và an toàn trên nhiều khía cạnh. Bản danh sách của ông Park có thể không phải là tập hợp của các cầu thủ tốt nhất hiện nay, nhưng chắc chắn nó có tính ổn định cao nhất. Vì vậy, chẳng có lý do gì để chúng ta không thêm một lần đặt niềm tin vào vị chiến lược gia này. Vậy đấy quý vị ạ, thầy Park luôn tạo ra những điều kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam, nên hãy một lần nữa đặt niềm tin trọn vẹn vào ông thầy đáng kính của chúng ta ở trận đấu tối ngày hôm nay. Hãy nhìn khẩu hiệu của Thái Lan trước trận đấu mà xem. Rise back up, tức là đứng dậy một lần nữa. Khẩu hiệu này cho thấy Thái Lan rất coi trọng trận đấu với đội tuyển Việt Nam và coi đội tuyển Việt Nam như một đối thủ hết sức đáng gờm. Không đáng gờm sao được khi những thành tích áp đảo của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Thái Lan trong năm nay chính là minh chứng rõ rệt nhất cho điều ấy. Dù phải làm khách trước Bangkok United tại vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League, câu lạc bộ Hà Nội vẫn thể hiện sự lấn lướt và giành chiến thắng 1-0 như bàn thắng của Văn Quyết. Gặp nhau ở lượt cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan phải thua tâm phục khẩu phục với 4 bàn không gỡ.
4 ngày sau chiến thắng ấn tượng của đội U23, đến lượt U19 Việt Nam làm được điều tương tự khi vượt qua U19 Thái Lan 1-0 nhờ bàn thắng của Phạm Xuân Tạo, qua đó đoạt chức vô địch giải U19 quốc tế 2019. Trong tư cách khách mời của Kings Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-0 ngay ở trận ra quân nhờ bàn thắng cuối trận của Anh Đức. Tại giải vô địch Đông Nam Á tổ chức mới đây ở Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã xuất sắc đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như để lên ngôi vô địch. Gần đây nhất, đội tuyển U18 Việt Nam cũng có thành tích bất bại trước U18 Thái Lan khi hòa không đều, khi đối thủ này bị loại ngay ở vòng bảng giải U18 Đông Nam Á. Vâng, không chỉ mong đến trận đấu tối nay đâu, tôi còn mong đến chuyển động 24 giờ trưa mai, để lúc đó mong rằng tôi sẽ được gặp một khuôn mặt thật rạng rỡ của biên tập viên thể thao nói về những tin vui chiến thắng của chúng ta. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả vào buổi tối ngày hôm nay khi bóng lăn vào lúc 19 giờ trên kênh VTV5. Cảm ơn anh Hoàng Anh. Cảm ơn anh Sơn Lập.